Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức đến từ kênh Tin nóng đất Việt. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật 24 giờ qua. Bệnh nhân chui lỗ, vừa rào đào tẩu khỏi bệnh viện, Sở Y tế nói gì? Thất thu thuế tại khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, cơ quan thuế địa phương ở đâu trong 10 năm qua? Chân dung người đàn ông bí ẩn mà Vi Oanh dính nghi án đẻ thuê, chưa ai nói gì mà nhân vật chính đã tự khai. Căng, cậu IT tiết lộ lý do bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệu tập, trang cá nhân bay màu trong một nốt nhạc. Cần làm rõ dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của một kiểm sát viên. Bệnh nhân chui lỗ, vừa rào đào tẩu khỏi bệnh viện, Sở Y tế nói gì? Kính thưa quý vị, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận Nguyễn Quốc Việt thông tin về sự việc người nhà và bệnh nhân chui lỗ, leo rào trốn khỏi bệnh viện đa khoa tỉnh vì sợ bị lây COVID-19, gây xôn xao dư luận. Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, chiều ngày 1 tháng 7, cơ sở y tế này dự kiến cho khoảng 309 bệnh nhân và 229 thân nhân ra viện. Quá trình giải quyết thủ tục đông, gây cảnh ùn ứ nên khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, trong lúc chờ đợi, một số bệnh nhân không nghe theo lời động viên, giải thích của các y, bác sĩ đã chui và leo rào ra ngoài. Thấy việc leo và chui rào có thể gây nguy hiểm, bệnh viện đã mở cổng cho họ ra. 20 phút sau, khi nhận được tin, giám đốc bệnh viện đã trực tiếp kiểm tra và yêu cầu dừng việc cho ra viện. Lãnh đạo bệnh viện đã giải thích, động viên bà con trở lại khoa, phòng. Bên cạnh những người chấp hành, có một số trường hợp tiếp tục leo rào đào tẩu. Thấy tình trạng này nguy hiểm, bệnh viện lần thứ hai mở cổng cho ra. Đa số người bệnh và thân nhân được bệnh viện mở cổng cho ra, chỉ có 1 đến 2 trường hợp tự ý ra ngoài. Thông báo của Sở Y tế Bình Thuận nêu rõ. Cũng theo báo cáo, trước khi ra viện, sáng ngày 30 tháng 6, bệnh viện đã lấy mẫu toàn bộ nhân viên, người bệnh, người nuôi bệnh để xét nghiệm, đều âm tính với SARS-CoV-2. Tất cả những người này đều có kết quả âm tính 2 đến 3 lần liên tục và hoàn toàn không tiếp xúc với F0, F1, do đó đủ điều kiện để ra viện, báo cáo nêu. Để việc tiếp nhận, quản lý các bệnh nhân và thân nhân tại nhà theo quy định, bệnh viện đã lập danh sách kèm theo địa chỉ, số điện thoại gửi các địa phương để ra quyết định cách ly tại nhà đối với các trường hợp này. Trước đó, tối ngày 23 tháng 6, qua xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh này phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nữ bác sĩ QTB làm việc tại khoa sản. Sở Y tế tạm dừng việc khám, chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh 3 ngày, phong tỏa khoa sản từ 0 giờ ngày 24 tháng 6. Sau 3 ngày, Sở Y tế tiếp tục thông báo tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến khám chữa bệnh và phong tỏa thêm 4 ngày, tức đến ngày 1 tháng 7 mới kết thúc. Theo dự kiến sáng ngày 1 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiến hành thủ tục cho khoảng 500 người, ngoại trừ khoa sản, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất viện 24 giờ được về địa phương. Tuy nhiên, do số lượng người ra viện đông, bệnh viện phải giải quyết các thủ tục theo quy định phòng chống dịch nên đã tạo ra ùn ứ. Một số người phải ở lại hôm sau mới đến lượt. Vài người quá nôn nóng đã chui lỗ, vượt rào để trốn ra ngoài. Bình Thuận đến nay ghi nhận 14 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Thất thu thuế tại khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, cơ quan thuế địa phương ở đâu trong 10 năm qua? Kính thưa quý vị, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã xẻ thịt đất công để cho thuê hoặc liên doanh liên kết nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nộp thuế cho nhà nước. Đến khi thanh tra chính phủ phát hiện thì số tiền có nguy cơ thất thoát đã lên tới 658 tỷ đồng. Vậy trong 10 năm đó, cơ quan thuế địa phương ở đâu? Kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội giai đoạn 2009 đến năm 2018 cho thấy hàng nghìn mét vuông đất công được đem cho thuê, cho mượn, hợp tác kinh doanh vô tội vạ nhưng không nộp thuế và tiền thuê đất cho nhà nước. Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình cắt đất cho thuê, liên doanh liên kết với nhiều đơn vị, doanh nghiệp để kinh doanh bằng mắt thường,
Người dân cũng thấy được là các hoạt động đó đều phải kê khai, nộp thuế và được cơ quan thuế giám sát, thanh tra. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thì khu liên hợp thể thao quốc gia buộc phải nộp tiền thuê đất. Đây là khoản tiền thuộc trách nhiệm thu của cơ quan thuế. Tuy nhiên, hàng trăm tỷ đồng tiền thuộc về ngân hàng nhà nước vẫn lọt lưới cơ quan thuế địa phương và chỉ bị phát hiện qua thanh tra. Kết luận thanh tra xác định, tổng số tiền cho thuê đất khu liên hợp thể thao quốc gia phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp, tạm tính khoảng 658 tỷ đồng. Khu liên hợp thể thao quốc gia không có khả năng nộp, có dấu hiệu thất thu tiền ngân sách nhà nước. Cụ thể, giai đoạn 2019 đến năm 2016, số tiền phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp là gần 392 tỷ đồng, năm 2017 là 69,6 tỷ đồng, năm 2018 là 22,6 tỷ đồng. Ngoài ra, theo quy định của luật quản lý thuế và một số văn bản quy phạm pháp luật khác, khu liên hợp thể thao phải nộp số tiền chậm nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp là hơn 174 tỷ đồng. Trung tâm Chính phủ kiến nghị xử lý tổng số tiền vi phạm là hơn 777 tỷ đồng. Trong đó, khu liên hợp thể thao quốc gia phải nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 13,4 tỷ đồng, hơn 706 tỷ đồng tiền thuế đất và phạt chậm nộp về Cục Thuế thành phố Hà Nội và Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm. Ngoài ra, Trung tâm Chính phủ cũng yêu cầu Cục Thuế Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng xác định lại số tiền thuê đất phải nộp của khu liên hợp thể thao quốc gia trong việc mang 865 m2 đất công hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân An Bình để xây dựng trạm phân phối ga, xác định tiền thuế trong việc công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội sử dụng hơn 94.000 m2 đất từ năm 2003 đến nay. Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm thông báo truy thu số tiền thuê đất phải nộp, tiền chậm nộp, phải đảm bảo chính xác, khách quan, tránh thất thoát ngân sách nhà nước, Trung tâm Chính phủ yêu cầu. Liên quan đến việc khu liên hợp thể thao quốc gia cho thuê đất, không nộp tiền thuê có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách, Trung tâm Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Chân dung người đàn ông bí ẩn mà Vi Oanh dính nghi án đẻ thuê, chưa ai nói gì mà nhân vật chính đã tự khai. Kính thưa quý vị, giữa ồn ào Vi Oanh đòi kiện bà Phương Hằng, dân tình đào lại quá khứ dơ giấy đẻ thuê cho đại gia nước giải khát. Đáng nói, bà Phương Hằng chỉ nhắc Vi Oanh về vụ đẻ thuê mà chưa hề đề cập đến một cái tên cụ thể nào, thì chính nhân vật nữ chính của câu chuyện lại tung tin nhắn giữa cô và người đàn ông bí ẩn trong câu chuyện. Danh tính hóa ra rất quen, liệu có thể gọi là cái tật giật mình, lại ông tôi ở bụi này. Vi Oanh từng quay quảng cáo cho nhãn hàng nước uống này. Trong vài tháng qua, Vi Oanh liên tục vấp phải tin đồn đẻ thuê, giật chồng của người khác từ một phát ngôn bóng gió của nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Cuối cùng, sáng nay, ngày 2 tháng 7, thông qua trang Facebook cá nhân, Vi Oanh tuyên bố sẽ khởi kiện bà Phương Hằng, vợ đại gia Dũng Lò Vôi để chứng minh sự trong sạch của mình. Theo giọng ca Đồng Xanh, tin đồn nổ ra làm ảnh hưởng đến danh tiếng và đời sống cá nhân của mình, đặc biệt là các con bị nói ra nói vào, nghi ngờ xuất xứ. Vậy nên sau một hồi cân nhắc và tham khảo ý kiến, cô đã gửi đơn kiện bà Phương Hằng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét và giải quyết theo đúng quy định. Trước đó, trong một livestream, bà chủ của Đại Nam từng tố Vi Oanh đánh tráo khái niệm nhằm che giấu việc từng cặp đại gia sang Mỹ đẻ thuê. Cụ thể, theo nguồn tin, quá khứ của nữ ca sĩ sinh năm 1985 vô cùng dơ giấy, dễ gì giấu giếm. Khi từng làm vợ bé cho người đàn ông đáng tuổi cha chú và sinh con đầu lòng cho người này với giá 5 triệu USD, 100 tỷ đồng. Nữ ca sĩ cũng từng đóng quảng cáo cho nhãn hàng nước ngọt này và gần đây được dân tình đào lại trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Nói về người đàn ông bí ẩn này, thông tin được ghi nhận, đây là chủ một hãng nước ngọt có tiếng đặt trụ sở chính tại Bình Dương, sinh năm 1953. Năm 2019, công ty nước ngọt này từng kỷ niệm hoành tráng 25 năm thành lập, cũng là đánh dấu cột mốc 4 thập kỷ gắn bó của hai vợ chồng vị đại gia này. Cả hai gắn bó từ thuở Hàn Vi, trải qua gần nửa đời người. Nam chính trong câu chuyện đẻ thuê của Vi Oanh vẫn giữ vai trò trụ cột, cùng vợ và hai con gái phát triển cơ nghiệp của gia đình. Tuy nhiên, sở hữu cơ ngơi đồ sộ
nhưng không có con trai kế nghiệp nên đã ra ngoài tìm đối tượng đẻ thuê và người may mắn nhận việc này là ca sĩ Vy Oanh. Căng, cậu IT tiết lộ lý do bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệu tập, trang cá nhân bay màu trong một nốt nhạc. Kính thưa quý vị, nhiều cư dân mạng khẳng định chắc chắn rằng vụ triệu tập có liên quan đến những màn vạch trần, chửi bới của Nhâm Hoàng Khang trong thời gian qua. Về việc tài khoản Facebook bị bay màu, anh chàng 8X cũng cho biết hiện bản thân không muốn hoạt động trên mạng xã hội nên tạm thời khóa, không có chuyện anh bị bắt buộc đóng hay xảy ra bất cứ một vấn đề nào khác. Nhâm Hoàng Khang từng được xem là cánh tay phải đắc lực của bà Nguyễn Phương Hằng. Với tài năng thiên bẩm về công nghệ thông tin, anh đã thành công tìm được các bằng chứng vạch trần hàng loạt nghệ sĩ đình đám như vụ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ngâm 14 tỷ đồng từ thiện, kêu gọi cộng đồng mạng giải cứu Hồ Văn Cường khỏi động quỷ của Phi Nhung. Giữa lúc ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng còn chưa rõ ràng, thì ngày 1 tháng 7, báo chí đưa tin Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết đã mời Nhâm Hoàng Khang tới làm việc ở trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành làm rõ một số vụ việc. Do đang trong quá trình điều tra nên phía công an chưa thể đưa ra bất cứ thông tin nào khác. Đáng chú ý, một số cư dân mạng đã tò mò tìm vào trang cá nhân của Nhâm Hoàng Khang thì toàn bộ bài viết trước đó đã hoàn toàn bay màu. Thậm chí khi tìm kiếm tài khoản mang tên anh thì đã không còn thấy đâu. Điều này khiến cư dân mạng khẳng định chắc nịch rằng vụ triệu tập có liên quan đến những màn vạch trần, chửi bới của Nhâm Hoàng Khang trong thời gian qua. Chia sẻ trên A-Family, Nhâm Hoàng Khang cho biết thông tin mình bị triệu tập là có thật, nhưng nội dung làm việc liên quan đến thông tin về an ninh mạng. Dòng tin nhắn của anh như sau: mời em lên chia sẻ một số kinh nghiệm về tiền ảo và hỏi về vấn đề bảo mật của và ngân hàng. Thư mời thì em muốn đi hay không cũng được, nhưng em đã lên để hỗ trợ. Kèm theo đó là bức thư mời từ Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an. Về việc tài khoản Facebook bị bay màu, anh chàng 8X cũng cho biết hiện bản thân không muốn hoạt động trên mạng xã hội nên tạm thời khóa, không có chuyện anh bị bắt buộc đóng hay xảy ra bất cứ một vấn đề nào khác. Trước đó ngày 28 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã gửi giấy mời Nhâm Hoàng Khang có mặt tại Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, số 258 đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đúng 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7 năm 2021 để làm việc liên quan đến vụ việc mà Cục đang thụ lý, điều tra. Nhâm Hoàng Khang là một lập trình viên có tiếng trong giới công nghệ thông tin và hiện đã lập gia đình có con và sinh sống cũng như làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là người tiên phong đưa eSIM và iPhone lock, đồng thời tạo ra nhiều ứng dụng cho smartphone giúp ích cho người dùng. Cần làm rõ dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của một kiểm sát viên. Kính thưa quý vị, một kiểm sát viên hiện công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang bị anh Lê Khắc Trình, ngụ quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, làm đơn tố giác gửi các cơ quan ở Trung ương, Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền mua giúp đất với số tiền trên 1,8 tỷ đồng, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa trả, đồng thời thuê xã hội đen đe dọa tính mạng gia đình người tố giác. Nhân chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh có công việc, bà Hoàng Phong Lan, địa chỉ tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là kiểm sát viên, công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ động gọi điện cho anh đến đón về thăm nhà. Nhân buổi gặp gỡ, bà Lan cho vợ chồng anh Trình biết có lô đất 2.000m2 tại Củ Chi bán 6 tỷ đồng, thấp hơn so với giá thị trường và có khả năng sinh lời cao. Sau khi bàn bạc và thống nhất, nhưng do không có tiền mua hết số đất trên, bà Lan và vợ chồng anh Trình đồng ý mỗi bên sẽ mua một nửa. Bà Lan cũng nói nếu gia đình anh Trình không đủ tiền mua, bà sẽ cho trả dần. Khoảng hơn 10 ngày sau, bà Lan gọi điện cho vợ chồng anh Trình lên nhà bàn việc và sau đó liên tục hối thúc đưa tiền. Do tin tưởng bà Lan là công chức, là kiểm sát viên công tác trong ngành kiểm sát, nên gia đình anh Trình đã chuyển 1,3 tỷ đồng. Nhưng bà Lan yêu cầu phải chuyển hết số tiền còn lại, nếu không chủ đất sẽ bán cho người khác. Bà Lan đồng thời thể hiện sự giúp đỡ vợ chồng anh Trình rằng đã thế chấp nhà đất của mình để lấy tiền đưa cho chủ đất, nhưng với điều kiện vợ chồng anh Trình phải trả lãi và gốc cho ngân hàng. Đáng chú ý, nhà đất này bà Lan đã thế chấp cho ngân hàng từ năm 2016. Còn khi nghe bà Lan nói vậy, vợ chồng anh Trình đồng ý
và thực hiện việc trả lãi cho ngân hàng đến hết năm 2019. Sau khi yêu cầu được đi xem đất, thì bà Lan đã tìm mọi lý do để từ chối, khiến vợ chồng anh Trình sinh nghi mình đã bị lừa. Nhiều lần bị vặn hỏi, bà Lan đã gửi bản photo sổ đỏ mang tên bà Lan, thửa đất chỉ rộng 1.000m2 tại Củ Chi và cho rằng đây là thửa đất mua cho vợ chồng anh Trình.